Choi Jae-hyun là một trong những mỹ nhân Hàn Quốc thành công nhất khi xây dựng sự nghiệp ở đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, ít ai biết đến tuổi thơ cơ cực và scandal khiến tên tuổi của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau tất cả, giờ đây Choi Jae-hyun có hạnh phúc viên mãn đáng ngưỡng mộ. Ngay từ nhỏ, Choi Jae-hyun đã phải chịu nhiều cay đắng khi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Đã chẳng được cha mẹ yêu thương, sau khi gia đình tan vỡ, cái chết do đuối nước của em gái đã khiến cho mẹ cô đau khổ tới mức tinh thần không ổn định, thường xuyên la mắng, chỉ vào cô và chất vấn. Tại sao người chết không phải là mày? Cha mẹ chẳng thèm quan tâm, Choi Jae-hyun phải sống cùng với bà ngoại, cũng vô tâm không kém. Không chỉ thế, cô không được chu cấp dù chỉ một đồng cho việc ăn học. Cuối cùng, nữ diễn viên đã phải tự đi làm, kiếm tiền để học đại học. Chính vì những nguyên nhân này, nguyện vọng lớn nhất của cô lúc bấy giờ là có thể thoát khỏi chính gia đình của mình. Dấn thân vào làng giải trí từ nghề người mẫu, Choi Jae-hyun vừa đi học vừa đi làm. Cuộc sống cơm áo gạo tiền quá áp lực khiến cô phải bỏ việc học. Xây dựng sự nghiệp ở xứ lạ, tên tuổi của Choi Jae-hyun đã có những bước tiến vượt bậc sau nhiều năm mờ nhạt trong làng giải trí K-pop. Năm 2003, Choi Jae-hyun đã hợp tác với Bành Vũ Yến trong bộ phim Luyến Hương. Cô tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả đất nước tỷ dân với bộ phim Đại Kỳ Anh Hùng Truyện và Sở Lưu Hương Truyền Kỳ. Đồng thời, cũng chính thức tiến bước vào giới điện ảnh Trung Quốc. Ngoài ra, không thể không kể đến bộ phim Sự Quyến Rũ Của Người Vợ, phiên bản Trung Quốc. Nhờ bộ phim này mà Choi Jae-hyun được mệnh danh là nàng dâu quốc dân, vững chân tại thị trường Trung Quốc và ký hợp đồng với công ty chủ quản tại đây, phát triển ngày càng tốt và danh tiếng của cô tại quê nhà Hàn Quốc cũng được đề cao đáng kể. Để có thể thuận lợi hợp tác với đồng nghiệp, Choi Jae-hyun đã phải ra sức học tiếng Trung. Cả cuốn kịch bản dày cộm của cô đều được phiên dịch bằng tiếng Hàn với vô số những dòng ghi chú, được xem đi xem lại nhiều lần. Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, giờ đây, khi tham gia những chương trình truyền hình hay tại các buổi lễ trao giải, Choi Jae-hyun đã có thể tự tin giao lưu mà không gặp khó khăn gì. Dù thành công trong sự nghiệp, nhưng những vết thương lòng trong quá khứ thì vẫn chưa thể lành lại được. Xa quê hương, nhưng trong một bài phỏng vấn, mỹ nhân này đã từng cho biết, sau khi đạt được chút thành tựu trong sự nghiệp, người nhà của Choi Jae-hyun chẳng những không mừng thay cho cô, mà ngược lại còn đòi tiền. Vì thế, khi bà của mỹ nhân muốn gặp cô đã từ chối thẳng thừng. Gây dựng tiếng tăm tại thị trường tỷ dân, Choi Jae-hyun được đông đảo người hâm mộ xứ Trung biết đến và yêu mến. Vậy nhưng scandal lớn nhất trong sự nghiệp của cô ập đến vào khoảng thời gian năm 2009. Bộ ảnh nude 50 tấm hở hang táo bạo đến mức nóng mắt của Choi Jae-hyun bất ngờ bị tuồn lên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, bộ ảnh chụp với trang phục truyền thống Hanbok của người đẹp gây phản ứng dữ dội tại quê hương Hàn Quốc. Trong loạt ảnh này, mỹ nhân họ Choi bị phản đối vì tạo dáng ưỡn ẹo, phản cảm. Netizen Hàn giận dữ, chẳng những tẩy chay nữ diễn viên trên mọi mặt trận mà còn không cho phép cô quay lại quê hương. Năm 2012, Choi Jae-hyun đã quen biết với ông xã hiện tại là Vu Hiểu Quang khi hợp tác quay một bộ phim truyền hình. Vu Hiểu Quang đã yêu đơn phương người đẹp xứ Kim Chi trong suốt 2 năm trời, thường xuyên gửi tin nhắn quan tâm tới cô. Đây cũng là nguồn an ủi rất lớn đối với Choi Jae-hyun khi cô đang một mình nỗ lực vươn lên nơi xứ người, gạt bỏ scandal, chứng minh bản thân. Cũng chính sự ấm áp này đã khiến cho Vu Hiểu Quang chiếm được trái tim người đẹp. Năm 2015, cặp đôi chính thức công khai tình yêu. Choi Jae-hyun đã đăng tải bài viết trên Weibo cảm ơn sự sắp đặt của số phận và bày tỏ cảm ơn anh đã yêu em. Vu Hiểu Quang cũng đã chia sẻ lại với lời nhắn em là đáp án của anh. Năm 2017, Vu Hiểu Quang, Choi Jae-hyun đã đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Sau đó không lâu, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự ngưỡng mộ, chúc phúc của người thân, bạn bè. Đối với Choi Jae-hyun mà nói, mối tình với Vu Hiểu Quang có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cô. Anh không chỉ là người đã kéo cô ra khỏi sự cô độc, cho cô ấm áp, mà hiện tại còn là người thân yêu nhất với cô. Trong hôn lễ, Choi Jae-hyun đã nghẹn ngào bày tỏ, nếu có thể, kiếp sau em cũng nhất định phải gặp được anh. Kiếp sau anh có muốn kết hôn với em không? Choi Jae-hyun kể về việc mình bị cao huyết áp khi mang thai đã khiến cho không chỉ Vu Hiểu Quang mà cả bố chồng cũng vô cùng cảm động. Khi lên sân khấu đọc diễn văn, ông đã gọi Choi Jae-hyun là con gái và cúi đầu cảm ơn những gì cô đã làm cho gia đình họ Vu. Trong ngày vui này, cha mẹ Choi Jae-hyun đều vắng mặt, nhưng cha mẹ Vu Hiểu Quang lại đón Choi Jae-hyun về nhà như con gái ruột của mình. Hiện tại, Choi Jae-hyun đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, được chồng hết mực nâng niu yêu chiều, có một thiên thần nhỏ dễ thương. Mặc dù sự nghiệp có vẻ thua kém so với vợ,
Nhưng Vu Hiểu Quang lại chẳng vì thế mà tỏ vẻ bất mãn, luôn ở bên và góp ý cho bà xã, sẵn sàng cùng Chu Jae-yoon sang Hàn Quốc tham gia game show. Thậm chí, khi Trung Quốc đang gắt gao với lệnh hạn chế nghệ sĩ Hàn Quốc, Vu Hiểu Quang cũng hết lòng giúp bà xã mở rộng thêm thị trường phát triển ở quê nhà Hàn Quốc. Cặp đôi chị em này còn thường xuyên khiến netizen phải sầu răng với những khoảnh khắc hết sức ngọt ngào. Những hành động dù là rất nhỏ, như lặng lẽ ôm từ phía sau, những món quà nhỏ hay khoảnh khắc làm nũng dỗ dành của Vu Hiểu Quang đều khiến cho cộng đồng mạng Trung Hàn thấy mừng thay cho Chu Jae-yoon, vì cuối cùng cô cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc, một bờ vai đáng tin cậy để dựa vào.